Rồi, hello anh em nha. Thì bây giờ đó là 9 giờ tối, em mới với anh em trong tiệm mới vừa hoàn thiện xong con Fuja X sang cơ. Thì con xe này là mới vừa lắp ráp khoảng nửa tiếng trước, là rửa ráy rồi quấn bọc hết luôn là lên sóng cho anh em nè. Là tại vì bữa giờ đó, nào là em với anh Thân cũng nhiều việc lắm. Anh Thân á, thì vừa trực bệnh viện nè, rồi vừa kiểm tra xe. Nhưng mà cái phần mà xe á, thì em cho ảnh, ảnh thì bên như kiểu quản lý xe khách chốt, xong rồi mấy anh em trong tiệm là làm thôi. Còn em á, là người quản lý và kiểm tra những chiếc xe này. Khi mà chiếc xe xong á, em là người kiểm tra kèn đèn xi nhan hay là máy móc có trục trặc gì á, là em là người kiểm tra hết. Và cái lúc mà bàn giao á, thì em là người bàn giao luôn đó. Thì lúc trước á, thì cái phần đó thì nó hơi lu bu, nhưng mà bây giờ anh Hân có mướn thêm một cái anh mà làm bên cái phần mà pháp lý á, nên là sẽ nhanh cho anh em về cái quá trình pháp lý đó. Còn về mà review á, thì em review hay là anh Thân review cũng được, tại vì em với ảnh đều là người cái con xe này gáp những món đồ gì và lên cho nó những món nào đó. Thì con xe này á, thì em mang đến cho anh em á, là một con Fuja X kim 2010 đó. Con này á, là hồ sơ giấy tờ đầy đủ hết rồi. Bây giờ em đánh cái dàn đầu trước nha. Con này á, là em phối cho nó một cái đèn vi bắc 2 tầng màu tím, ở trong là tím, còn ở ngoài á, thì vẫn là màu trắng bình thường, tại vì khói ở trong là khói tím thôi. Còn này là vi bắc 2 tầng xịn nha anh em. Em phối cho nó thêm một cặp đề mi xanh băng nè. Đó, cái này là chức năng nè anh em thấy không, em bắt xin lên nó rất là xa nha anh em, nó sáng hay như đèn halogen vậy đó. Nhưng mà cái thằng này á, nó không có hút điện bằng halogen, tại vì halogen á, nếu mà sang cơ á, thì mình phải lên sạc, nhưng mà không, em phối cái thằng này là chó gì bắt nó gắn như zin luôn, không có lên sạc hay là cái gì hết, tại vì sạc của mấy thằng Fuja Neo này nó rất là lớn đó, nhất là cái thằng Fuja Neo FI. Còn Fuja X nó cũng vậy, tại vì thằng của thằng Fuja Neo FI hay là Fuja X FI á, nó là sạc lớn như sạc ET 2010 hoặc là ET 150, nó đều là sạc lớn, còn thằng này thì là sạc nhỏ rồi đó. Tiếp đến á, em cho anh em coi con này á, là đi niền niền goxi nha anh em. Câm là câm zin, câm zin á, thì cái nó nước zin nó sẽ ngã màu vàng chứ không có sáng hay như những thằng câm Nova đó. Vỏ là vỏ Inu IRC nè đó, Inu em đi vỏ hãng không mà, chứ em không có đi mà mấy cái vỏ mà Inu mà để chữ China hay là gì hết, em đi vỏ Inu của hãng Honda Việt Nam luôn. Rồi tới cái phần đồng hồ á, thì em có tô đồng hồ gì không không nè đó, để cho anh em có thể tiện theo dõi cái km mình đi, thằng mình có thể dễ thay nhớt hay là dễ kiểm tra nó đi có chạy được km hay không, với cái vận tốc mà mình đi ngoài đường trường là bao nhiêu cho nó dễ đó. Nè anh em nghe, cho anh em nghe thử tiếng máy mà bên em làm. Đây là để em chỉnh dàn tì lên thiết con này, nó còn hơi nhỏ tí xíu đó. Còn cái phần mà dạng ốc của chiếc xe này á, là em đi cho nó một dĩa ốc 618 racing đó, ốc full từ trong ra ngoài, từ ngoài trước ra ngoài sau là ốc Sa Gia 618 hết đó. Cái thằng này á, cái ốc của nó như cái đầu tiện đó, người ta gia công rất là đẹp chứ không phải như mấy thằng ốc chợ. Ốc chợ á, thì anh em muốn gắn bao nhiêu thì gắn cũng được hết, nhưng mà thằng này nó theo nguyên dĩ, em mua của nó là nguyên dĩ 618 luôn, bởi vì nó trọn bộ đầy đủ theo xe hết đó. Có nhiều anh em hỏi á, cái xe bên em á, là làm những cái gì mà bảo hành 100.000 km mà không nói làm gì trong đó, thì em xin nói luôn. Cái chiếc xe này á, thì khi mà em bung máy em gã xuống, cái thứ nhất á, là em sẽ vệ sinh phần đầu bê tông, rồi ở trong sơn cam đồ là em sẽ vệ sinh hết. Nhưng mà khi mà cái lúc mà em tháo ra vệ sinh á, thì em coi nó bị hư cái gì thì em sẽ thay hoàn toàn tất cả là đồ hãng hết. Còn cái phần mà gon bọng hay là keo á thì là không có, nhưng mà gon á thì em đi tất cả là gon hãng hết đó. Những cái gon này là gon hãng hết chứ không có đi gon lô nha anh em, tại vì gon lô á một thời gian á, anh em sẽ thấy nó bị gỉ nhớt hay là sao đó, nó sẽ gỉ theo cái từng con ốc của anh em á, nó gỉ ra ngoài làm cho cái chiếc xe nó bị dơ rồi đó. Còn cái phần cổ bô thì em đi cho nó là cổ bô bầu hơi, tại vì anh khách có yêu cầu á, là cái áo trắng nên là em phối thành cho nó cái cổ bô titan. Mới đầu á, em có tư vấn á, là cái cổ cho ảnh cổ thẳng, nhưng mà anh không thích, anh thích cổ bầu hơi nên là em đã gắn lên cho ảnh cái cổ bầu hơi. Còn cái phần mà bô sau á, là bô hãng xé bịch nha anh em, chứ không có đi bô zin theo xe, tại vì
Cái tiếng này em đã có fit lại rồi nên là nó sẽ ấm chứ nó không có bị xè ra như những cây bô khác. Thường á, cây bô hãng anh em mua về á, khi mà anh em gắn vô á, mà đề lên thì nó bị xè xì ra. Còn cái này á, em đã fit lại. Ngoài nghe tiếng bô nó rất là lành chứ nó không có bị xè hết. Rất là lành nha anh em. Còn em phối cho nó một cái yên 2 tầng. Bên trong là đế mới, yên cũng điện kim đan luôn đó, chỉ em phối chỉ đỏ. Còn cái cản này em đi cản mới luôn, thùng xăng ở trong thì em đi thùng xăng hãng đó. Ốc bên trong thì vẫn là ốc zin, tại vì bên trong nó sẽ thiếu một số chỗ, tại vì dĩ ốc ở bên ngoài nó sẽ có đủ những cái chi tiết ra ngoài thôi, còn bên trong thì nó sẽ thiếu đó. Thì em có tặng cho anh em một cái kiến H2C, cái kiến này cũng 400 mấy 500 ngàn, để tặng cho anh em về gắn chạy đi cho nó dễ. Còn khi mà em bán cho em giao cho anh một chiếc xe thì nó em sẽ gắn hai cái kiến này để cho anh em tiện cái việc mà đi đăng ký xe đó. Tại vì công an trước mắt thì công an sẽ chụp hình cái xe để vô giám định, chụp đặng lên cái biển số cho anh em đó, thì em sẽ gắn hai kiến. Còn khi mà anh em bấm biển số xong thì mình sẽ gắn cái kiến H2C này vô cho nó dễ đi mà nó gọn gàng nữa đó. Còn ba ga này là ba ga Siken 10 ly nha anh em. Đó, quá đẹp, nó sáng nữa. Tại vì thường áo trắng hay là áo đỏ anh em phối cái nước này vô làm cho cái xe của anh em nó sáng. Rồi, còn cái phần mà giấy tờ thủ tục pháp lý thì anh em cứ yên tâm, khi mà mua xe bên em là tất cả mọi chi phí pháp lý hay gì đó thì em làm hết. Còn cái vấn đề mà không ra tên được thì em sẽ hoàn tiền, em trả đủ cho anh em đó. Từ trong vòng 35 đến 40 ngày thì em sẽ hoàn tiền là đủ cho anh em nha. Tại vì bây giờ em có thêm một cái anh mà chuyên về biển số rồi nên anh em cứ yên tâm đó. Rồi thôi, kết thúc video đây nha, cũng khuya rồi, cũng chín. Em xin cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này của anh em.